Cắt. Anh em quá cảm xúc. Thôi rồi, cảm xúc cái gì? Tôi thấy em khóc, không có giọt nước mắt nào hết. Mà cái tay em làm gì là gì vậy? Trời ơi, anh ơi, bây giờ diễn viên ta diễn vậy không? Anh có coi phim Hàn Quốc không? Làm sao? Mấy bạn khóc là mấy bạn... Thì cái này là chậm nước mắt đó. Em chậm rồi làm sao anh thấy được nước mắt của em? Thôi, người kế tiếp đi. Không anh. Sao vậy? Anh đừng bỏ qua một tài năng như vậy chứ. Trời, anh ơi, đâu có mấy khi mà em đi casting như vậy, anh biết không? Đâu phải là phim nào anh cũng đi cast đâu. Em muốn cast tiếp nữa đó hả? Dạ đúng rồi, tại vì anh biết không, cảm xúc trong em nó đa chiều. Nó vô diện lắm, nó có nhiều mặt lắm mà giờ anh khai thác gì nó bị... Người ta nói là nhẹ đô á, nó không có cùng cái level với em. Em muốn diễn hết cái cảm xúc của mình đa chiều. Anh cho em cái tình huống nào đa chiều. Được rồi, sẽ cho em một cơ hội nữa. Bây giờ tôi sẽ ra tình huống cho em ha. Dạ. Chuẩn bị ha. Dạ. Diễn. Công. 5 tờ giấy số 2. Không biết ai sẽ mua giùm mình ha. Giấy số. Anh mua giấy số giùm em hả? Cảm ơn anh nhiều đã mua giấy số giùm em. Em cảm thấy trong lòng vui lắm luôn á. Bán vui về chiều trúng nè, còn mấy tờ? Dạ còn 5 tờ. Anh mua 4 tờ. Thôi em bán anh 3 tờ thôi, còn 2 tờ em giữ cảm xúc. À, bỏ em 20 luôn. Cảm ơn anh, thật vui khi có khách mua cho mình 3 tờ giấy số mà còn cho mình được 20.000. Sau đây là kết quả giải đặc biệt quay một lần 6 số 7, 1, 6, 8, 9. Em diễn cái gì vậy? Không anh, này cảm xúc của em đang dâng trào mà. Cảm xúc gì kỳ vậy? Em trúng số mà đúng không? Dạ đúng rồi. Thì đáng lẽ em phải vui mừng hay là em phải có cái gì đột biến hơn thì tự nhiên em làm gì vậy? Em... Ủa anh vui mừng, em xúc động á. Nhiều người ta mừng quá người ta khóc đó anh. Giờ đó là cái xúc động và cái khóc của em đó hả? Cái khóc của em là gọi là khóc nấc thành tiếng.